Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Stegu đây. Và trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại có form bài của mình đang có đó chính là 3 Ionia và 2 thích khách nha mọi người. Với Zihin, Irelia, Kled 1 sao và tướng Z 1 sao đang cầm một cái trang bị rưỡi lớn đang là carry 9 nha mọi người. Vậy hiện tại á là mình cũng đang muốn làm một cái form bài meta tướng 3 tiền carry nha, đang rất là mạnh luôn á, nhưng mà lại cực kỳ lỗi nha mọi người. Và siêu dễ chơi luôn á. Đó chính là bài Darius carry đi chung với Noizot và Suriman nha mọi người. Và chắc chắn rồi, trước khi mà mình làm video meta thì mọi người ơi hãy đừng quên check nha cho mình các phần bình luận đã ghi ở phía dưới nha. Tại vì mình có để một cái đội hình chuẩn á, để cho mọi người cùng xem qua tham khảo nha. Thì riêng con Darius này á, thì mình nói thật với mọi người luôn là có tận 3 biến thể meta khác nhau lận. Thứ nhất á, là Darius đi chung với Dũng Sĩ cũng như là Noizot. Thứ hai á, là Darius đi chung với Surima cũng như là Noizot nha mọi người. Và biến thể thứ ba á, đó chính là Darius thích khách nha. Cái đó thì mình phải cần một cái ấn nha mọi người. Thì nói chung là mình sẽ ưu tiên làm cái bài meta nào á mà nó dễ chơi trước nè, nó mạnh trước nha, để cho anh em có thể leo rank được một cách ổn định nhất á. Ông này là ấn Frezo à, một cái form bài là Ash đi chung với Ustle Galio mới đầu game 3 chuẩn bị lớn luôn em ơi. Này sao thắng nổi trời. Mặc dù Z của mình cũng mạnh đó mọi người, nhưng mà nhìn con Galio như này cũng chán á chứ, trò không chết nổi luôn kìa. Ây da, nó châu kinh khủng luôn á em à. Trời ơi, đánh Caro là hơi bị chiến luôn rồi đó. Đầu game thua một trận, thắng lặng trận xong mà thua tiếp ở đây mà. Còn được 86 máu đi chợ nào. Lúc đầu game á, nếu như mọi người được một cái form bài có du côn sớm nè, có hư không nè, hoặc là có một cái form bài đề ma sáng nha mọi người, thì lúc đầu game đép máu khá là dễ luôn á. Thì ở lúc đầu game ngay từ round 2.1 là mình cũng đang có được một cái lô vàng cũng khá là ngon nha, tên là chiến lợi phẩm nha mọi người. Nhưng mà không phải là giết mạng hồi máu, mà khi mà ăn mạng á có 30% tỷ lệ rớt ra vật phẩm nha. Có thể là tiền, có thể là tướng, có thể là mảnh trang bị nha mọi người. Cứ ăn một mạng á, con nào ăn cũng được nha, chỉ cần ở trong đội hình của mọi người là được rồi. Nó sẽ có 30% tỷ lệ rớt ra tiền, tướng hoặc là trang bị nhỏ nha mọi người. Mình chơi cái lõ này thì chưa bao giờ thấy nó rớt ra cho mình được một cái trang bị lớn á, toàn rớt mảnh trang bị không à. Nhưng mà nếu như một cái trận mọi người hên á, thì thêm được ít nhất tầm 1 tới 2 cái trang bị lớn á là chuyện hết sức bình thường luôn. Nhất là ở tầm cuối game anh em ơi, khi mà đội hình của người ta tầm 8 hoặc là 9 con á, trời ơi, cái lõ này phát huy tác dụng cứ gọi là mắc binh luôn á nha. Nhưng mà cái lõ này á, thì lúc đầu game mọi người phải mạnh thì mới nên lấy nha. Chứ nếu như mà yếu á, lấy là cút luôn á nha anh em ơi. Tại vì cái này á là phải ăn được mạng mới có tỷ lệ rất là trang bị, rất vàng các kiểu ha. Chứ còn nếu như mọi người yếu như mình nè mà lấy nữa thôi chứ đúng là đi luôn á. Tại vì cái lõ này nha, nó sẽ không tăng sức mạnh gì cho tướng cả, không tăng sức mạnh cho đội hình luôn nha. Anh em phải ăn mạng cơ. Cái này đúng kiểu là đánh may rủi luôn á anh em ơi. Liều ăn nhiều, không liều thằng ít thôi. Mà cái này liều nó còn phải dựa vào nhân phẩm nữa. Nó thích thì nó rớt ra trang bị, rất là tiền cho mọi người. Thì nếu như mà lúc đầu hên á, Snowball phải gọi là cực kỳ ác. Còn nếu như mà yếu yếu thì thôi đi luôn. Và khi mà lấy cái lõ này á, thì mình cũng có một cái lời khuyên cho mọi người á, là nên chơi những cái form bài này mà tướng 1 tiền, 2 tiền hoặc là 3 tiền carry nha. Thì ngày hôm nay hiện tại là mình đang muốn chơi một cái form bài Darius đang rất là hot luôn á, siêu mạnh và cực kỳ dễ chơi. Đó chính là Darius đi chung với Noizot và Surima nha mọi người. Như đầu game mình đã nói rồi á, Darius hiện tại ít nhất là có 3 cái biến thể nha. Còn ở tương lai có nhiều hơn hay không á thì mình chưa biết nha mọi người. Nhưng mà mình chắc chắn với anh em luôn á, thì một cái vị tướng nó sẽ không bao giờ có một cái meta cả, gọi là có ít nhất từ 2 tới 3 cái meta khác nhau nha. Thì nó sẽ phụ thuộc vào phiên bản cập nhật nè, nó búp tộc hệ nào, nó nớp ở tộc hệ nào á, và nó tăng cái lõ nào lên thì cái đó mới xuất hiện ra cái meta mới nha. Còn hiện tại mùa 9 như này mình nói thiệt với mọi người luôn á, meta vẫn còn đang rất là nhiều luôn á. Từ tướng 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng và 4 vàng nha mọi người. Tướng 5 vàng ở mùa 9 này á, thì mình không thấy meta và nó nhiều cho lắm. Thường á, người ta sẽ kẹp đi chung thôi, hoặc là người ta chơi một cái form bài Istodea luôn á em. Với lại bây giờ tướng 4 vàng nó đang rất là hot rồi, thì người ta chơi tướng 4 vàng sướng hơn nha. Chứ dạ gì chơi tướng 5 vàng anh em ơi. Tại vì bây giờ lên cấp nó rất là khó. Nếu như mọi người có theo dõi streamer hoặc là thách đấu chơi á,
thì bây giờ người ta chơi mới confirm bài tướng 4 vàng luôn á. Người ta không có up 8 luôn anh em ơi, người ta roll tới bến luôn á, tầm level 7 nha. Tại vì người ta muốn dành thêm những cái vị tướng carry, tướng tăng cơ như là con Aphelios nè, Jerry, Nezut, Zavan các kiểu. Thì người ta roll sớm á, người ta bích tướng sớm á anh em ơi. Cho nếu như mà bây giờ tiếp tục tích tiền và lên tầm level 8 á, thì cái đó nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều luôn vào cái độ may mắn cũng như là kỹ năng của mọi người lúc đầu game có dép máu được hay không. Thật luôn á, tại vì bây giờ khi mà lên tầm level 8 á, anh em sẽ cần một cái lượng kinh nghiệm, một cái lượng tiền rất là lớn. Tầm phải thêm vài chục vàng so với hồi mùa 8 mọi người đang chơi luôn á nha. Nên người ta quyết định luôn là roll tầm level 7 luôn anh em. Mặc dù tỷ lệ nó ra không có mắc binh cho lắm, nhưng mà vẫn có tỷ lệ ra thì người ta vẫn roll thôi. Khá là ảo Mystical luôn. Ok, hiện tại là mình đang lắp cho con Z này được hai cái trang bị lớn luôn rồi nha. Và cái trang bị này thì mình sẽ cho con Darius mang nha mọi người. Tại vì khi mà một vị tướng 1 vàng, 2 vàng và 3 vàng carry chơi á, mọi người chỉ cần quan tâm cho mình hai điều thôi. Thứ nhất, phải là tướng 3 sao, ok chưa? Thứ hai á, phải là đồ chuẩn nha. Thì theo cái combo mà mình tìm hiểu được á, cái 3 trang bị ngon nhất để mà con Darius này nó xài và đang có tỷ lệ thắng cao nhất luôn á nha mọi người, đó chính là huyết kiếm, bàn tay công lý cũng như là quyền năng khổng lồ nha. Thì con Darius này nó sẽ có nhiều combo trang bị khác nhau nữa, nhưng mà đây á là mình đang cố gắng làm cái form đồ nào, cái form bài nào mà đang có tỷ lệ lọt top, top 1 hoặc là tỷ lệ thắng cao nhất nha mọi người. Con Darius này nó còn có một cái form đồ như là vô cực nè, cung xanh, diệt khổng lồ các kiểu, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà combo đang có tỷ lệ thắng cao nhất, top 4, top 1 cao nhất luôn á nha, là quyền năng, huyết kiếm cũng như là bàn tay công lý nha mọi người. Nó vừa có hồi phục, nó vừa có hút máu, nó vừa có sát thương kỹ năng, và nó còn có thêm tạo giáp và thêm giáp kháng phép cái rồi chí mạng các kiểu nữa anh em ơi. Rất là ngon. Khảm bảo thạch lấy luôn nha mọi người. Nếu như em chưa biết á, thì khảm bảo thạch bây giờ nó tác động lên cả kỹ năng sát thương vật lý và cả kỹ năng tấn phép luôn nha. Thì bây giờ tướng phép của mọi người không cần phải lắp găng bảo thạch. Nếu như chỉ cần lấy được cái lõ này thì nó chí mạng phép luôn. Và tướng đam vật lý cũng là như vậy nha. Con Garen nè, con Zed nè, con Zihin nè, con Darius nè, nó đều là kỹ năng gây sát thương vật lý nha mọi người. Thì nếu như mọi người lắp vô cực thì kỹ năng của nó mới chí mạng được. Nhưng mà mình đang có được một cái loại vàng khác tên là khảm bảo thạch. Không cần lắp vô cực luôn, kỹ năng khi mà xài vẫn có khả năng chí mạng nha mọi người. Với lại là bây giờ mọi người lắp vô cực xong rồi, mọi người lắp găng xong rồi á, thì anh em nếu mà ra được cái lõi này á thì vẫn lấy được nha. Tại vì bây giờ nó sẽ chuyển hóa tỷ lệ chí mạng còn dư á thành sát thương chí mạng nha mọi người. Chứ không phải như hồi là hồi mùa 8, mùa 9, hồi mùa 8, mùa 7, mùa 6, mùa 5 các kiểu đâu. Mấy cái mùa đó thì nếu như tỷ lệ chí mạng còn dư á, nó sẽ bị mất luôn. Nhưng mà riêng về cái mùa 9 này, nếu như mọi người lắp vô cực xong rồi tỷ lệ chí mạng là 100%, rồi lắp găng bảo thạch xong rồi anh em ơi, tỷ lệ chí mạng cũng là 100% luôn. Mà nếu như mọi người lấy thêm được một cái lõi vàng khác nữa là khảm bảo thạch nha. Tại vì bây giờ khảm bảo thạch đó nó còn có một cái lõi kim cương nữa nha mọi người, tăng tỷ lệ chí mạng cực kỳ cao luôn đấy. Nên nếu như mọi người có dư tỷ lệ chí mạng á thì nó sẽ chuyển hết qua thành sát thương chí mạng nha. Đây là một cái sự thay đổi rất là lớn, tại vì anh em không có cần phải là bị phí lõi hay là bị gì cả. Tại vì mình xem stream á, mình thấy anh em cũng chửi mấy cái ông stream mà tại sao có vô cực có găng rồi mà vẫn lấy lõi khảm bảo thạch. Thì cái đó là người ta có trình độ cao, người ta đọc cập nhật trước, người ta gọi là biết thông tin trước rồi ha. Mình thì cứ học tập thôi nha mọi người. Cái gì tốt mình cứ học thôi, còn gì sai thì mình cứ bỏ qua và mình làm lại thôi ha. Đấy, rất vàng đóng luôn, thấy không anh em ơi. Lõi vàng của mình đang có là có 30% tỷ lệ rớt ra được cái rương nha, kiểu như là được vàng mảnh trang bị hoặc là tướng nha mọi người. Còn nếu như mà là bậc bạc á thì là 20%. Còn nếu như mọi người lấy được cái lõ này ở bậc kim cương á, nó sẽ là lên tới 40% tỷ lệ rớt ra được phần quà. Đấy, hồi trước á là mình có làm một cái mình có chơi thử thôi nha mọi người ơi, chứ mình chưa có quay, mình chơi thử thôi. Lấy cái lõ kia 40% tỷ lệ rớt, mình chơi Garen rồi đi chung với Darius đó mọi người ơi. Trời ơi,
nó hắc tiền, nó hắc đồ thì thôi chứ đội hình full đồ trang bị luôn á anh em ơi, nhìn khá là ảo Mycola luôn á. Tại vì ở mùa 9 này nếu như mọi người chưa biết thì có toàn là 90% lõi mới được thêm vào và thay đổi. Những cái lõi cũ á thì một Riot bỏ luôn, hai á là Riot sửa lại, còn ba á là Riot thêm lõi mới vào nha. Khá là ok luôn á mọi người. Đây, trang bị cực kỳ đẹp luôn cho con Z này rồi. Khi mà có huyết kiếm, có bàn tay công lý và có cả quyền năng khổng lồ nha. Con tướng phụ đam á, thì mọi người sẽ cho con Katarina nha. Phụ đam sẽ là Kata. Con Kata này cũng đang là một cái vị tướng carry 3 vàng đang rất là mạnh luôn. Và nó cũng đi chung một cái form bài là Noizot. Và nó kẹp đi chung với Zuko nữa nha mọi người. Nên cái form bài Kata carry á, nó sẽ khác với cái form bài Darius carry nha. Mọi người đừng có lầm tưởng. Và con Kata này nó cũng đang có một cái form bài biến thể rất là bá luôn. Đó chính là Katarina thích khách nha. Biến thích khách cho em nó luôn á. Cũng mạnh phết. Ok, thắng nè. Và mình phân biệt cái meta mình đang làm với lại là cái thử thách đồ dị á, bằng cái cách là mình đặt tiêu đề làm ảnh nha mọi người. Anh em cứ xem tiêu đề với lại là làm ảnh là anh em biết cái nào mình làm meta, cái nào là làm thử thách thôi. Chứ hồi mấy cái mùa trước á thì có rất là nhiều anh em vào xem mấy cái thử thách đồ dị á, anh em đem vào răng, anh em chơi luôn. Nếu như mà thắng top 1 thì không có sao cả, chứ còn nếu như mọi người lỡ thua coi, đó, bắt đầu anh em vào chửi thì thôi đừng hỏi luôn. Tại vì mình đã nói rất là kỹ rồi nha. Cái này meta thì mình sẽ nói rõ lúc đầu game luôn là meta nha mọi người. Thì cái bài này á, không phải là mình tự chế nha, mà nhiều người thách đấu người ta xài rồi. Mặc dù hiện tại á, chưa có răng thách đấu nha mọi người, nhưng mà nếu như cái ông này mà thách đấu rồi á, thì người ta đánh lại á, nó vẫn là cái elo thách đấu và gặp thách đấu thôi nha mọi người. Thì nó cũng là cái lobby thách đấu thôi. Tại vì bây giờ mình nhớ không nhầm á, thì răng đang cao nhất hiện tại luôn là cao thủ. Cao thủ vài trăm điểm gì đó. Chắc là sắp lên đại cao thủ rồi. Đây, cái Darius nó bổ nó phải khác nha. Con này á, thì nó lỗi rồi thôi, không phải nói rồi. Nếu như mọi người chơi Darius carry mà 3 sao sớm á, thì chắc chắn luôn lọt top hoặc là top 1. Còn nếu như mọi người chơi cái form bài khác á, mà gặp Darius carry á nha, thì mình chỉ có một cái lời khuyên thôi, là nên có giảm hồi máu nha mọi người. Nên có giảm hồi máu. Mọi người chơi mà gặp Darius á, không có giảm hồi máu thì mình nói thật với mọi người luôn á, là nghỉ game luôn. Thật sự không được chơi game. Con này mới có một sao thôi mà nó đã rất là trâu rồi. Mọi người thử để cho em nó là tầm 3 sao coi. Nó vừa trâu. Và mọi người đừng quên nha, con Darius này nó còn kết hợp được đi chung với cái hệ dũng sĩ nữa. Và cái hệ dũng sĩ đó là càng thấp máu, càng thấp máu nha anh em, thì chống chịu càng cao. Thế nó mới ảo đây rồi. Darius 2 sao. Z 2 sao cho em nó luôn nha. Úi, nay Z 2 luôn nè mọi người. Ảo vậy. Level 75% roll luôn ra cho em nó nè. Tuyệt vời luôn chưa. Hợp lý liền. Và nếu như mọi người nào mà xem thay muốn ủng hộ cho mình thêm á, thì hãy đừng quên để làm một like, đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất á, động lực siêu lớn luôn á. Hiện tại là đăng video của mình á, sẽ là từ 2 tới 3 cái một ngày nha mọi người. Thì hiện tại là mình vẫn đang ưu tiên mình tập trung làm trước meta nha, để cho anh em có thể cập nhật được hết những cái meta đang hot nhất hiện tại, leo răng cho nó hiệu quả nhất á. Hôm nay Ire 3, Kai'Sa, Warwick 3. Trời ơi, 3 sao với chúng tôi vậy? Chỉ còn Darius 2 sao thôi là đủ rồi anh em ơi. Trời ơi, nó lỗi. Nó lỗi kìa anh em à. Bất tử luôn, thấy không? Bất tử luôn mà, cứ bủ là hồi máu nè. Bủ là hồi máu nè. Bủ là hồi máu nè. Dăm 3 con tướng 3 sao của chúng tôi à. Rồi, để cùng xem thử cái lõi thứ 3 nào. Tiếp tục là lõi vàng à. Nhận 18 lượt làm mới miễn phí. Tích lũy và cất vòng. Cái độc dược sĩ này khá là ngon anh em, lấy đi. Tại vì nó sẽ hồi máu dựa theo lượng sát thương của mình gây ra. Nghe ảo không anh em? Hồi máu dựa theo lượng sát thương của mình gây ra. Và nó còn gây sát thương chuẩn nữa mọi người. Vừa sát thương chuẩn nha, vừa hồi máu bằng sát thương của mình gây ra nha. Thì đó là một cái lõi quá tuyệt vời luôn.
cho con Darius Carry này. Quá ngon luôn em. Ok, bây giờ thiếu mỗi con đúng rồi, đủ rồi đó. Có Samira rồi mọi người. Nhưng mà nếu mà ngon nhất thì mình vẫn ưu tiên có con Saiyan thôi. Saiyan tướng 5 vàng, hệ Noizet với lại là cái hệ đấu sĩ. Ở level 7 mình đang roll này là 1% nha. Thì cũng có tỷ lệ ra đó, nhưng mà hơi thấp. Trời ơi, Darius nó bủ quá này em ơi. Con Darius này nó sẽ có một cái nội tại, đó chính là khi mà bủ chết đó, nó sẽ hồi lại mana, nó hồi lại kỹ năng luôn và nó bủ tiếp nha mọi người. Nếu như anh em nào mà từng chơi hồi mùa 3 thì phải, cái mùa mà có con Darius đi chúng không tặc á. Trời ơi, cái đó chính là một cái nỗi ác mộng luôn. Tại vì đi chúng nó không tặc á mọi người á, nó cứ bủ chết, nó bủ tiếp và nó càng bủ á, tiền ra càng nhiều. Khi mà mọi người chơi cái lõi chiến lợi phẩm này đi chung với Darius 3 sao á, nó là mình gợi nhớ tới cái form bài Darius không tặc hồi mùa 3 đó nè. Tại vì Darius không tặc càng bổ rất càng nhiều đồ. Và con Darius này nó đang cosplay lại không khác một cái chút gì cả. Nó cũng đang rất là mạnh. Chỉ khác một cái á, là Darius hồi mùa 3 nó lại sát thương phép. Còn Darius của mình đang chơi á lại sát thương vật lý nha mọi người. Nhưng mà về cơ chế kỹ năng nè, khi mà ăn được một mạng á, nó sẽ hồi lại kỹ năng và bổ tiếp luôn. Và cơ chế gọi là những cái lõi nè thì nó lại y chang nhau anh em ơi. Tiền nó rớt kìa, thấy không? Quá đẻ luôn á. Ok, vẫn thắng được nha. Đó là lý do tại sao mình nói với anh em chơi với con Darius này, anh em nên lắp cho nó một cái giảm hồi máu đi. Chứ nếu như mọi người chơi mà gặp Darius á, không có giáp lửa, không có quỷ thư các kiểu á, thì thôi, bỏ tay chấm cơm luôn, mình nói thật. Dù cho anh em có là tướng 5 vàng, 2 sao full tăng, thì con Darius này á, mình nghĩ là nó chỉ còn bổ tầm 2 cái này. 2 cái thôi là đi rồi. Mình đã từng gặp rồi. Mình đã từng chơi rồi. Mình nói là tướng 5 vàng, 2 sao, 3 đồ tăng nha mọi người. Mà con Darius này nó bổ đúng 2 cái thôi là đi. Và khi mà con tướng tăng của mọi người á, nó bổ 2 cái đi thì anh em nghĩ đi, cái dàn sau của anh em, cái dàn đam của anh em á, nó bổ mấy cái? Chắc là tầm 1 cái một đứa thôi. Bụi chết nó bụi tiếp. Ok đấy, bây giờ mình sẽ ui có ui hên thế nhờ, có sền luôn nè mọi người. Thế thì dễ chơi rồi, thế thì quá dễ chơi luôn rồi anh em. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái góp ý gì về cách mình chơi game, bình luận hoặc là làm video á, anh em hãy cứ góp ý ở phía dưới nha. Mình biết là mình còn rất là nhiều những cái khiếm khuyết cần phải sửa đổi và phát triển thêm ở trong tương lai. Nếu như mọi người có bất kỳ một cái góp ý gì hoặc là có ý tưởng gì muốn mình thực hiện thêm á, thì anh em hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới để mình có thể đọc được hết tất cả bình luận của mọi người nha. Và trả lời từng cái một. Tại vì mỗi ngày thì mình đều bỏ ra tầm 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi á, để mình có thể là đọc được bình luận của mọi người và trả lời từng cái một thôi. Ý tưởng của mình đang làm thì nó gần như là hầu hết tới từ anh em góp ý. Ok, bây giờ chỉ còn Darius 3 sao, Lali và 8 kẹp một cái form bài, nó phải gọi là như vẽ và là xong. Ui, ảo tới nhờ level 7 1% roll được Hanson anh em. Game độ anh em. Với lại là hồi nãy giờ mình được quá trời tiền luôn. Mình được quá trời tiền luôn. Từ cái lõi chiến lợi phẩm nha. Quá trời tiền luôn mọi người. Nè, để xem cùng, để cùng xem với anh em này cái trận này. Ui, từ từ. Ông này 3 sao với lại trang bị nhìn gớm quá vậy. Thắng được không trời? Nó sẽ có 30% tỷ lệ rớt trang bị nha mọi người. Rớt tiền cái kiểu á. Đó, rớt 1 tiền nha. Bổ mới nè. Rớt 3 tiền nha mọi người. Cái thằng nó rớt 1 tiền, cái thằng rớt 2 tiền nha. Ảo nha. Đó, Darius nó bổ kìa. Ông này là có giáp lửa ánh sáng rồi nha anh em. Nhưng mà vẫn không đỡ được. Trời ơi, tiền kìa. Quần què thua hả? Ảo vậy. What the hell, mình tưởng thắng á anh em mà ai ngờ. Thua xàm ghê.
Nhưng mà mọi người thấy không, với cái lõi của mình đang có là cái lõi chiến lợi phẩm bậc vàng á, một ra nó ra cho mình được tận 5 tiền là ít nhất luôn á nha. Còn nếu như mà hơn nữa thì một ra nó ra tầm cho mình 7-8 tiền là chuyện hết sức bình thường luôn. Có khi nó không ra tiền anh em ơi, nó ra cho mình luôn một cái trang bị thì quá đã. Và nếu như mọi người xem hay á và muốn ủng hộ cho mình thêm, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Và kênh của mình á sẽ luôn cập nhật những cái meta mới nhất, hot nhất để cho anh em có thể leo rank ổn định nhất ở trong tầm mùa 9 này ha. Tại vì khi mà mình làm video meta là mình sẽ hướng dẫn mọi người rất là kỹ từ cách build đồ, triển khai đội hình như nào, tướng nào carry, tướng nào tăng cơ. Và mình sẽ để một cái đội hình chuẩn ở phía dưới á để cho mọi người cùng xem qua tham khảo nha. Và khi mà mình làm video meta thì mọi người nên nhớ luôn là mình sẽ không có, mình sẽ hạn chế thôi nha mọi người, hạn chế lấy ấn, lấy những cái biến hệ các kiểu á. Để cái form bài của mình đang chơi nó sẽ là chuẩn nhất so với cái form bài của mình đưa ra cho mọi người tham khảo. Trời ơi, sao tướng 4 vành nó ra quái trời, tầm level 7 vậy mọi người. Nói chung là mình vẫn đang ưu tiên roll trước con Darius đó. Xong mà lên tầm level 7, level 8 gì đó, mình sẽ kẹp thêm con AZ vào sau nha. Chứ bây giờ mình giữ nó cũng không có còn làm gì cả, chưa kịp vào được mọi người à. Trời, tiền rớt kìa, sướng không. Bổ mày nè, bổ mày nè, bổ mày nè. Trời ơi, cứ bé AZ thôi nha mọi người. Tại vì con đó là mình chỉ cần một con hoặc là hai sao thôi. Mình bỏ vào kích hệ á, kích cái hệ Surima là thứ nhất, kích cái hệ quân sư là thứ hai nha. Cái con AZ đó cũng là một cái vị tướng 4 vàng carry cũng khá là mạnh đó, không đùa anh em đâu. Mình có làm meta về nó rồi anh em. Trong cái lúc mà anh em roll được con Darius này á, thì nếu như mà được á nha, thì hãy cố gắng nuôi thêm con Katarina 3 sao nữa. Trời, nó không ra luôn á chứ. Quay Rally xui đến như vậy sao anh em. Oh my god, không ra thật luôn á. Wow, ra 5 chấm mấy rồi. Mặc dù là mình đang rất là mạnh nha, nhưng mà roll Darius không bay sao sớm á là out top là vẫn là chuyện bình thường anh em. Roll xui thật sự. Như mình đã nói nha mọi người, trong cái lúc mà mọi người đang nuôi Darius á, thì nếu như mà roll được Kata 3 sao thì hãy cứ nuôi nha. Tại vì con Kata nó cũng là một cái vị tướng 3 vàng carry, cũng đang rất là mạnh luôn và cực kỳ đáng chơi tại trong cái mùa chính này. Những cái vị tướng du côn như là Viogo nè, Z nè, Eco, Kata nha mọi người, nó vẫn đang rất là mạnh luôn á. Và đợi cái meta của Ri nó cả. Mình thấy nếu như mà xét về meta hiện tại thì tướng 3 vàng nó đang áp đảo luôn anh em ơi. Áp đảo về mặt chất lượng, áp đảo về mặt số lượng luôn á nha. Tướng 3 vàng carry hiện tại đang rất là nhiều những cái vị tướng hot. Quá là nhiều luôn á, thật. Ok, chết sơ qua được cái trận này anh em, 3 sao cũng khá là nhiều nha. Nhưng mà không có ai chơi Darius cả. Mà tại sao mình roll nó khó đến như vậy trời. Roll đúng khổ luôn á. Darius bổ mà nè. Có cái quả mà độc dược sĩ đi chung với huyết kiếm và bàn tay công lý như thế này thì bất tử thật luôn á. Bổ nè. Tiền rớt anh em ơi. Bắn đi đâu, bắn đi đâu. Úi xồi ôi, không có Darius luôn anh em. Ông top 2 là còn 30 máu, ông top 3 là còn 28 máu và đang khá là cháy nha. Xin con Darius 3 sao thôi mà làm gì khó vậy. Come on. Úi dồi ôi, về cốt ra nhiều trời. Đây rồi, 8 con này. Đấy rồi, Darius 3 sao. Không đủ tiền lên tầm level 8 luôn. Trời ơi, từ level 7 lên level 8, 60F. Ác. Mình không nhớ là hồi mùa 8 mọi người của tầm vài tuần trước đó thì tầm level 7 lên level 8 là bao nhiêu tiền ta. Chứ level 7 level 8 mà mùa 9 bây giờ 60 tiền. Mắc vãi.
Trời ơi, Direct 3 sao bất tử thật luôn á mọi người à. Có cái rương kìa. Ô, cái gì đây? Ui, hang tướng bố vàng anh em. Ui, rương xịn đi. Rồi, rương xịn thế nhờ. Hợp lý luôn anh em ơi. Nó rất đúng cái vị tướng mà mình đang cần luôn á. Đó chính là con IZ nha. Kích được Surima và cái quân sư ha. Và cái hệ Noizet này nếu như mọi người chưa biết thì nó sẽ tăng thêm sát thương vật lý nè, tăng thêm máu nè, sức mạnh phép thuật nè, và cả những cái chỉ số khác nha. Nó sẽ cộng thêm 10% với những cái thằng nào mọi người đã gặp và thắng được rồi. Và cộng dồn tới đây là 70% nha mọi người, với 7 đứa. Nhưng mà cái thằng đó là mọi người phải phải gặp qua nha, phải gặp qua và thắng nó. Chứ còn nếu như mà thua, anh em đã đánh một cái phơm bài Noizet rồi nha, mà đã thua rồi thì sẽ rất là thọt. Tại vì thắng thôi á, nó sẽ cộng cho mọi người thêm 10% tất cả chỉ số của tướng Noizet này. Đấy. Và cộng dùng được lên tới tận là 70% nha mọi người. Nếu như lúc đầu game anh em có Noizet sớm và thắng sớm thì nó sẽ là một cái lợi thế cực kỳ lớn luôn á. 64 máu, chủ thắng 5 trận. Ui, lúc đầu game mà không thua cái ông sàm sàm Garen kia là chắc là chủ thắng cũng tầm 13-14 trận luôn anh em. Rồi lúc đầu game thua cái ông Garen kia nhìn đúng ảo luôn. Mình tưởng là mình thắng chắc luôn anh em, ăn ngờ thua kìa. Ảo mai Sukula thật sự luôn á. Cái này là chắc là mình sẽ cố gắng mình roll nốt kiếm Sơn 2 với lại là con AZ 2 thôi. Còn con Kata này chắc là khỏi 3 đi mọi người. Bây giờ cũng trễ rồi. Qua rau 6 chấm luôn rồi. Và có vẻ như cái trận này mình đẩy máu nó hơn, nó có hơi nhanh thì phải. Và mình cũng thật sự là không thể tin được rằng là cái sức mua của anh em ở trong cái mùa hè này á, nó rất là kinh khủng luôn anh em ơi, rất là cao luôn á. Cửa hàng BNU Store của mình đó nha, báo cháy hàng liên tục luôn mọi người. Từ mẫu áo waist long nè, áo dây chuyền nè, hoặc là mẫu quần rinh túi hộp đang rất là hot luôn á nha. Thì cháy hàng liên tục luôn mọi người. Thì mình cũng thay mặt cửa hàng BNU Store xin gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người nếu như trong một khoảng thời gian vừa qua anh em mua đồ ở bên cửa hàng của mình có bị báo hết hàng hoặc là không có hàng để mình ship cho mọi người. Thì mình xin lỗi nha. Tại vì mình cũng không biết làm cách nào hơn. Mình đã hối bên sản xuất á, họ sản xuất nhanh thiệt là nhanh lên để cho anh em có thể gọi là có đồ đi chơi hè. Nhưng mà sản xuất không kịp. Thật sự xin lỗi mọi người nhiều luôn á. Thì đó cũng sẽ là một cái nguồn động lực cực kỳ lớn luôn để mình có thể phát triển BNU Store nhiều hơn ở trong tương lai nha. Thì dự định của mình vẫn là cố gắng phát triển ra, sản xuất ra thêm những cái mẫu mới như là quần áo, hoặc là có thể sau này những cái mẫu mới hoàn toàn luôn á nha mọi người. Nhưng mà mình sẽ cố gắng giữ giá trị cốt lõi nha. Như là mình chất lượng sản phẩm nè, chất lượng dịch vụ khách hàng nè. Và cái quan trọng nhất, anh em mua hàng của mình về có hài lòng hay không thì mình vẫn sẽ rất là quan tâm luôn vào cái vấn đề đó. Đấy, nên nếu như mọi người muốn ủng hộ cho mình thêm thì hãy đừng quên mình có để cái link ở phía dưới nha. Cái link cửa hàng của mình nha mọi người. Anh em cứ vào đó, ưng máu nào thì cứ báo ngay cho cửa hàng của bên mình để chốt đơn ngay và luôn nha. Nếu như mọi người ở trong Nam thì ship tầm 1-2 ngày thôi. Còn ở ngoài Bắc nè thì ship tầm 3 ngày đến 4 ngày nha mọi người. Tại vì kho của mình nó cũng ở Nha Trang á, nên ship những cái vùng xung quanh nó sẽ khá là nhanh hơn. Hồi bữa giờ anh em Bắc Trung Nam Bộ gì thật sự là đông kinh khủng luôn á. Mình cũng xin thay mặt cửa hàng BNU Store cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn á nha. Và ông này thì chắc chắn luôn rồi, không thể nào mà ăn mình được nha mọi người. Thấy con Darius nó một bủ một mạng kìa. Thấy không anh em? Trời, đánh thường một phát. Đánh thường một phát hơn 500 đam mọi người. Tiền rớt kìa. Ô, win luôn rồi. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt các em. Bye bye. Chào tất cả mọi người nha. Hiện tại cửa hàng BNU Store của mình đang có tận gần 50 mẫu quần và áo khác nhau để cho mọi người có thể gọi là thỏa sức lựa chọn. Áo thì cái áo waist long cổ tròn, polo waist long, áo túi hộp, áo dây chuyền siêu chất luôn. Và tất nhiên rồi, rất là nhiều mẫu độc quyền luôn chỉ có tại BNU Store nha. Quần thì có rất là nhiều mẫu mã nha mọi người. Và mình xin hứa luôn, bên mình bán chất lượng không bán thương hiệu nên mọi người có thể an tâm trải nghiệm nha. Tại vì chất lượng làm nên uy tín mà đúng không mọi người. Nên nếu như mọi người có nhu cầu hoặc là muốn ủng hộ cho mình thêm thì đừng quên cửa hàng của mình có
để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận đó nha. Và nếu như mọi người chưa biết, hiện tại là mình cũng đang có một cái chương trình, đó chính là tặng quà cho tất cả hóa đơn mọi người mua tại cửa hàng Binju Store này, một cái phần quà liên quan tới tựa game đó cho Chân Lý mùa 9 nha mọi người. Mùa 7 mình cũng tặng, mùa 8 mình cũng tặng, và chắc chắn rồi mùa 9 không thể thiếu ha.